chơi cổ phiếu chướng ngại tu hành trương cư sĩ học phật rất tinh tiến mười mấy năm như một ngày nghiêm trì giới luật tùng kinh bái sám tổ chức phóng sinh in kinh định kỳ chỉ cần là việc lợi ích chúng sinh ông đều phát tâm dốc sức làm là một cư sĩ tại gia chân chính mấy năm nay nhờ một bề dốc lòng bố thí rộng trồng phúc điền cho nên sự nghiệp kinh doanh đồ điện gia dụng của cư sĩ phát hết sức thuận lợi, tích lũy được nhiều của cải, sống sung túc giàu sang. Đầu năm nay, một người bạn đề nghị ông chơi cổ phiếu để tài sản tăng thêm. Trương cư sĩ nghe nói rất thích, nếu thông qua thị trường cổ phiếu mà kiếm được nhiều tiền, rồi dùng vào việc lợi ích chúng sinh, thế chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ông vừa khởi tâm động niệm như vậy, thì tối đó trong mộng, thần hồ Pháp lập tức nhắc nhở ông người tu hành không nên chơi cổ phiếu sau khi tỉnh dậy câu nói thần hồ pháp cứ văng vẳng bên tai khiến trương cư sĩ suy gẫm mãi sau đó ông thoạt nhiên hiểu ra muốn tu cho thoát ly tam giới đã thật tu thì không nên chơi cổ phiếu vì cổ phiếu thường trồi lên trục xuống mà trong thị trường cổ phiếu có rất nhiều rủi ro cá nhân hay thiểu số đều có tâm lý đầu cơ khát vọng kiếm nhiều tiền trong đây vô tình giúp dục vọng và lòng tham không đấy của mình tăng trưởng loại tâm tham này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự khang kiện tâm linh nên đối với người tu có hại hơn là có lợi chơi cổ phiếu tất phải quan tâm đến tình hình cổ phiếu phải khởi tâm động niệm lo lắng rất nhiều do vậy phiền não cũng phát sinh theo lệ thuộc thị trường cổ phiếu chấn động hoặc tuột dốc khiến tâm sinh bất an, chìm vào tính toán tiền bạc và bị vướng kẹt trong đó. Một khi tâm thường lo sợ rối rắm thì khó bảo trì định lực, khó giữ được an lạc. Thử hỏi, người tu mà lúc nào tâm cũng trộn rộn phải lo tính toán về tiền, ưu tư vì triều lưu cổ phiếu bị lệ thuộc vào chuyện được mất như thế thì làm sao có thể viễn ly điên đảo mộng tưởng đạt đến cứu cánh viết bàn tất nhiên nếu bạn đã phá hết chấp trước thì chẳng có gì để nói thế nên tại đây xin chân thành cảnh tỉnh các pháp hữu đã là người chân chánh tu hành thì không nên chơi cổ phiếu giải thích thêm duyên khởi duyên diệt thân ta có vạn mối khổ vì cơm áo ăn ở mà hàng giờ hàng khắc đều phải khởi niệm tham chất chồng đệ tử Phật chỉ cần tịnh tài tịnh khoản để nuôi dưỡng sát thân tiền tài không thanh tịnh chớ nên dùng hay tích trữ phải tin sâu nhân quả mới là con đường mưu sinh của người tài gia nếu muốn tu hành chân thực xin khuyên bạn những nghề nghiệp đầu cơ giống như chơi cổ phiếu cần phải cẩn trọng lánh xa lời người dịch có thể sẽ có nhiều bạn cho rằng thực khắc khe khi nói chơi cổ phiếu chướng ngại việc tu hành. Ở vị trí một tu sĩ, tôi cũng tán đồng bài này. Vì nếu đầu tư vào cổ phiếu mà lòng tối ngày cứ thấp thỏm không yên thì chính là vì vật chất mà ta đánh mất sự thanh tịnh, an bình của bản tâm. Trong báo ứng hiện đời tập 3, trang 231, kể ông tổng giám đốc công ty địa ốc giàu có tiền tỷ tỷ ông chơi cổ phiếu có lần trong 15 phút mà bị mất lời 470 vạn thế là ông chấn động suốt huyết não và đột tử cho nên chơi cổ phiếu gây chướng ngại là ở điểm này còn nếu bạn chơi mà dù cổ phiếu lên xuống trúng đậm hay thua to gì lòng bạn vẫn thanh thản bình an thì chẳng có gì đáng nói bạn có toàn quyền quyết định theo ý thích của mình